ca tử với cả nhà nghe ca cổ đi. Lâu rồi yêu mấy ca tử. Hồi đó cứ mỗi lần có người mang trầu cau dạm hồi thì chỉ lắc đầu bảo chưa nghĩ tới chuyện chồng. Rồi thời gian cứ thấm thoát trôi nhanh, em đi lấy chồng bỏ chỉ một mình nuôi thằng đã ai mới năm ba má bỏ chị em mình coi cô chị phải gồng gánh nuôi dạy ai em khôn lớn lớn lên. Cười mà mắt chỉ buồn tiêu, nhìn hai đứa em dành nhau trái bần xanh kỳ lợm, thấy chị buồn ngoài cũng không nói gì thêm, ôm chị vào lòng ngoài rưng rưng nước mắt. Cần Thơ, anh Hồ Minh Xuân. Em biết chị thương lưng là cho
nửa đời còn lại cũng không có ngày chỉ tôi như kiếp bông bần bốn mùa rơi rụng trắng ngần bến sông. Đến thơ rồi. Chào. Hồi Minh Sương hỏi quen ảnh không kìa, nhớ ảnh không kìa, nhớ anh hoài quý gái kìa. Nhớ nhớ mà. Trời ơi, Sương á. Kinh quá hả? Cảm ơn nghe em quá cần. Nữa không? Hai câu nữa đi anh, Giang Thiên Từ bốn sáng. Cả nhà chưa ngủ hả? Nghe nữa nha. Cảm ơn ạ. Cho cái đầu mày. Hạnh ơi, em xin anh hãy tha lỗi cho gần lại chúng ta lớn. Thổn thức
giả bộ tin tôi, rồi lòng tin cứ theo năm tháng dần trôi. Em yêu anh, yêu tấm chân tình cao quý. Người ta mượn bóng hình anh để lừa em, khi em vừa thấy lại anh không nói là anh mãi mãi yêu em. Hèn nghĩ em là một người dông tình phản bội. Không, em vẫn là Lan của anh. Em vẫn là Lan của anh đấy anh Hạnh. Lan ơi, Lan ơi, em không có lỗi, mà kẻ có lỗi lại chính là anh. Nếu anh không mặc cảm tự ti, không bỏ đi đứa đưa mình vào bẫy, thì hai đứa mình đâu phải lòng dạ của em. Lan ơi, hôm nay mình có muốn không hả Lan? Anh Hạnh à, anh còn nhớ em từng nói với anh, dẫu anh có tàn phế hai chân thì em đây vẫn yêu đến trọn đời. Bây giờ tay ở trong tay em, không để mất người trời. Bữa nào ra hát nè, con thôi rảnh không ra hát nè. Chợ đêm thơ nè. Cảm ơn anh Thành Phát, cảm ơn tất cả mọi người nha. Giờ này mọi người nghe chắc buồn ngủ lắm không? Ừ, anh Thành ơi, bỏ Lan rồi ha. Cảm ơn Năm. Năm mới vui vẻ phát đài nha tất cả mọi người. Có buồn ngủ không? Có ai muốn nghe nữa không ạ? Từ hôm Tết tới giờ là nghỉ xa chết, cho nên hôm nay là hát cho nó đã cái miệng. Nó tên gì? Em sợ anh luôn. Học lớp mấy rồi kìa? Có học gì đâu anh ơi. Có thầy nhờ cái bên dạy học gì nữa. Thổi xe nhá. Khoan khoan từ từ. Để thấm giọng cái rồi hát tiếp. Cả nhà mình còn có muốn nghe nữa không? Có ai buồn ngủ không? Nhậu 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 nhậu. Nhậu nè anh Xuân ơi. Có hai đứa hả? Nào. Anh ngủ trễ vậy đó hả? Anh vô. Dạ, cảm ơn anh nha. Lâu quá không gặp anh. Năm mới phát tài nha anh vô nha. Chồng chưa? Hát gì nữa? Hay còn bánh ngoan. Trời ơi, có chồng mà đi giờ này nó quánh chết luôn anh ơi. Chịu nổi không? Gì vậy ta? Về miền Tây lại đi. Về miền Tây ha. Thôi câu hò phải không? Hò thôi, khỏi hát nhạc đi. Hai câu thôi ha. Bạn cả nhà mình hai câu nữa đi rồi mình kết thúc, chứ cả nhà chắc nghe cái buồn ngủ lắm. Trời ơi. Anh trai hò mình đưa. Chịu nổi không? Dạ, cùng nhậu anh ơi. Cần Thơ gạo trắng nước trong
mong người thật thà chân chất. Đừng cười, cái chọc cười. Miền Tây ơi, tình người nghĩa đất sâu nặng từ ngàn xưa cho đến tận bây giờ. Chị ơi, ra đây với em nè chị ơi. Những đêm kề kề trên sông, con sóng nhiệt đôi bờ. Xin lỗi mọi người, nghe câu hò giao duyên bên cầu ao bánh nước. Bầy đón đón sai tình kéo nhau mở hội quá đêm. Hò thuyền ai trôi trước chim lướt theo cùng. Chiều đã xuống rồi trời đất mong luôn. Phải duyên thì mình xích lại. Hò rồi thủy chung trọn đời. Đem đôi dép về cho tao nha. Nãy em lo nói chuyện với bên bên này, các anh chị em nên không ước luôn á anh, ghê không? Chị Ngân ơi, còn thức không? Ai đấy em qua chị chơi nha. Ăn ly chìm hai máy. Cảm ơn anh Dương. Trời, hôm nay hai đêm rảnh lắm, hai má live stream cùng với mọi người nói chuyện cho vui ba ngày Tết mà. Chỉ còn cách này mới gặp chung được mọi người thôi, chứ không có cách nào để ngồi lại một bên đồng mà ngồi lại với nhau vậy. Anh cứ ghẹo hoài nha. Anh có giỏi qua đây nè, nhậu với hai đứa em nè. Anh Minh Xuân. Đồ ngộ không kìa. Hai đứa đang cô đơn anh ơi. Chỉ có hai người cô đơn mới chơi với nhau như thế này. Trời ơi anh, khi nào đâu khổ kìa. Giờ này không bắn được đâu chị ơi, hát lòn nha. Hát lòn thôi, 1, 2, 6. Dạy thôi, dạy thôi. Nè đây em cầm cho. Ao ha. Thôi ao đi chị ơi, trễ lắm rồi, mọi người chắc phải ngủ rồi. Nghe chị Ngân. Lâu lắm rồi đó, em hát nãy giờ nhiều lắm rồi. Mọi người ngủ rồi, coi hát nổi rồi. Thả tim dưới mày. Dạ có hai đứa ăn khỉ. Chị ơi, anh đang coi đông quá thì sao tao. Rồi, câu nữa nè. Ngân ơi, còn ở nhà không? Em qua tới phòng chị hát cái sáng cho chị nghe luôn nè. Chào Thắng, chào Thắng. Nãy giờ cũng lâu rồi, tính ao nè. Đang ly mà bị gọi hoài. Đáp lại tình thương của mọi người. Mình hát ba câu nữa thôi rồi để cho mọi người ngủ nữa chứ, trễ rồi. Em bằng ba câu nó đi. Ừ. Bắt nhà đông rồi.
đừng có gọi nữa, em đang live stream mà gọi. Gọi cùng lên đi để cùng nói cùng chơi. Hỏi anh gì kìa. Kìa anh, lại qua nhà chị được phải không? Cho em lại một câu trả lời. Anh Dương còn đang coi kìa anh. Dạ, rồi anh ơi, hôm nay mình không bắn hết cao được thôi, giờ có bao nhiêu hơi thì hết bao nhiêu nha. Rồi bây giờ chị hát ba câu tặng cho chị, tặng tất cả mọi người. Tại vì em thấy dài quá, sợ phiền mọi người ngủ. Nhạc không anh? Khỏi, chị không có. Nhạc không? Ngồi sáo không? Đã dặn dò nhau sao lòng mạnh không nhau. Không nghe kịp. Chuyện nào hết đi tao xả lại. Để buổi chia tay một mình em nức nở dõi bóng người đi mà lấy nhỏ.
rồi đó cả nhà ơi. Nhà con không có cho em hát nữa rồi. Trễ lắm rồi, cả nhà ngủ ngon nha. Nó mới bắt tài nha tất cả mọi người. Thôi kết nghe, quán ta đóng cửa rồi. Kết nghe, trễ lắm rồi. Về ngủ nha, chúc cả nhà ngủ ngon. Wow.